Trời mùa đông lạnh lạnh mà uống trà sữa nóng thì còn gì bằng ha. Nhưng mà để cho trà ngon và đậm đặc thì chúng ta nên bỏ nước nóng trước hay là sữa trước nè? Câu hỏi kỳ này là chúng ta nên bỏ cái nước sôi trước hay là chúng ta có thể bỏ sữa trước và sau đó là bỏ nước sôi vào trà. Thì câu trả lời là chúng ta nên bỏ cái nước sôi vào trà trước và sau đó chúng ta bỏ sữa. Cái lý do là khi chúng ta đổ nước sôi trước thì những cái chất trong trà nó sẽ tan ra hết, và sau chừng 3, 2 phút tới 3 phút thì chúng ta mới bỏ sữa hoặc là đường vào trong. Thường thì mình chỉ để chừng 30 giây hoặc 1 phút rồi sau đó mình bỏ sữa vào luôn, và mình vẫn để cái bọc trà ở trong để cho nó ra thêm cái chất đó từ từ, tại vì mình muốn uống nó đậm đặc một chút xíu. Và bây giờ chúng ta có thể uống trà sữa ăn kèm với bánh ngọt ha. Now let's enjoy the tea.